Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên. Hôm nay là buổi khai giảng lớp Pali căn bản lớp 3. Xin kính chúc quý vị cả lớp một khóa học tinh tấn và có được nhiều lợi ích trong khóa học này. Và bây giờ xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo với ngay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ri si khara ta te chan ta li ke vi ma ne di be ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ri wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu Amma Sawanakalo Ayam Fadanta Amma Sawanakalo Ayam Fadanta Amma Sawanakalo Ayam Fadanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Tutiyam Bi Buddhang Saranam Gacchami Tutiyam Bi Dhammang Saranam Gacchami Tutiyam Bi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyam Bi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyam Bi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyam Bi Sanghang Saranam Gacchami Iti Biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambandho Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhammasa Ratisattha Deva Manussanang Buddho Bhagavati Nati Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hontu Me Jaya Mangalang Uttamang Gena Vandehang Padabang Sumvaruttamang Buddhe yokalito doso buddho kamatutang mamang Sakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanajiko pachatang veditapo vinyuhitinathi me Saranang anyang dhammo me saranang warang etena saccha vachena hontu me jaya mangalam uttamangena vandehang dhammang ca duvithang warang dhamme yo khalito doso dhammo khamatutang mamang Subhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Ujubhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Nyayabhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Samijibhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Pungala Esa Bhagavato Savaka Sangho Auneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjanikaraneyo Anuttarang Punyang Khetang Lokasatinathime Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hontu Me Jaya Mangalang Uttamang gena vande hang sang khan cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang
Quan đa mi chế đi yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tang sa ri ri ca tha tu ma ha bo thinh bo tha ru ba sa ca lăng sa đa sa bu thế a tha vi sanh cha đa đa sanh cha sa ha sa ke tanh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha đề sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha we na han to sa pe u ba ta we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu thế bánh cha bánh nhà sanh cha ta tu vi sa ti sa ha sa ke ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha đề sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha we na ham to sa pe u ba ta we a ne ca an ta ra ya pi vi na sa tu a se sa to sam bu te na wo ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha đề sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha we na ham tua sa pe u ba ta we a ni ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa pe bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta Awe ra suki hondo sa pe dakina yadi sa yasata. Awe ra suki hondo sa pe dakina yanuri sa yasata. Awe ra suki hondo sa pe taiti ma yadi sa yasata. Awe ra suki hondo sa pe taiti ma Yanu di sa ya sa ta awe ra su ki ho du sa pe u ta ra ya di sa ya sa ta awe ra su ki ho du sa pe u ta ra yanu di sa ya sa ta awe ra su ki ho du sa pe u pa di ma ya di sa ya sa ta awe ra su ki ho du sa pe Heti ma ya di sa ya sa ta awe ra suki ho du sa pe sa ta awe ra ho du suki ta ho du ni du ka ho du ap ya pa cha ho du ani ka ho du di ka yu ka ho du a go ga ho du sam pa ti hi sa mi chan du suki a ta nang pa ri ha ran du du ka pa ta cha ni du ka fa ya pa ta Chani faya soka pata, chani soka hondu sape pipa nino. Akasa tha cha phoma tha dewa naga mahitika. Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu sasanang. Akasa tha cha phoma tha dewa naga mahitika. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khan tu no ga ru a ca sa tha cha pho ma tha de wa na ga ma hi thi ca Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khan tu nha ta yo a ca sa tha cha pho ma tha de wa na ga ma hi thi ca Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khang tu pa ni no a ca sa tha cha pho ma tha di wa na ga ma hi thi ca Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khang tu no sa da i đăng wa ta no bồn nhang a sa wa kha ya wa hang hôn tu anagate ka le sa thu sa sa thu sa thu sa thu Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu khai giảng cái quyển 3. Trước đây khi mà học cái bộ giáo trình này ở tại chùa mình mà học trực tiếp, thường là mình chỉ học được quyển 1. Sang quyển 2 là hầu như mình đã bỏ lớp hết. Nên học được quyển 2 thời gian là mình lại phải khai giảng lại cái lớp mới, đó là học quyển 1 trở lại. Thì tôi nghĩ chắc mình không có cơ hội nào mà mình học được cái quyển 3. Nhưng bây giờ học được trên Zoom online này nó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, đó là dù nó không có kết quả tốt như mình học tại trực tiếp, nhưng mà ít nhất là mình cũng biết được sơ qua. Rồi nếu mà ai nỗ lực tìm hiểu thêm thì cũng có thể giỏi được. Thì hôm nay cũng chúc mình với các cụ tử rất là mong đến được với việc tìm hiểu ở trong thời quyển 3 này. Và hy vọng đó là sau này mình còn có tiếp được cái quyển 4 khi mà tôi học sắp. Dạ, có thể là trong thời gian 2 năm tới. Rồi, bây giờ bài 1. Bài 1 đó là về lịch sử Đức Phật, đó là mình có một đoạn lịch sử ngắn nói về Phạm Thiên Đức Phật thuyết pháp. Thì đoạn lịch sử này phần lớn là sư soạn dựa trên bài kinh Thắng Cầu, bài kinh số 100, số 20-26 trong khuôn bộ kinh Ariyat Parisamma. Các từ vựng Pali cũng phần lớn được sử dụng trong bài kinh đó. Nếu mà các tử nào không có thời gian mình xem lại cái bản Pali thì mình cũng gặp được nhiều từ vựng quen thuộc trong bài kinh đó đã được soạn ra trong chương trình này. Nên học ở trong cái giáo trình quyển 3 này thì chúng ta sẽ học được nhiều từ vựng trong kinh điển. Mà chúng ta thấy là từ vựng hơi dài so với quyển 1 và quyển 2, hơi dài khó hơn, dài vẫn khó hơn. Nhưng mà hy vọng là mình cũng cố gắng, cố gắng một lần học chưa nhớ được thì hai lần, ba lần thì chúng ta cũng phải nhớ. Giống như là lúc chúng ta học quyển 1, lần đầu tiên chúng ta học chúng ta cũng thấy nó khó. Nhưng bây giờ khi học đi học lại được 2-3 lần rồi, chúng ta thấy quyển 1 bây giờ là so với các học viên cũ mình là mình cũng thấy thấy ổn, tạm ổn. Riêng đối với các học viên mà mình đã đăng ký học ở lớp 1, nếu mình có thời gian, sắp xếp được thời gian, mình có thể vào học lớp 3 này bằng cách học dự khí. Giống như là mình tập đọc chẳng hạn, tại mình sẽ học được nhiều từ vựng liên quan đến Phật pháp. Thì mình tập đọc ít nhất mình cũng làm quen được với các từ vựng này. Với trong quyển này thì mình cũng sẽ tập dịch một vài bài kinh. Thì mình cũng học được thêm một phần giáo lý trong tập 3 này. Bây giờ ở trong phần bài 1 thì mình có, giống như nói lúc nãy, chúng ta có một đoạn lịch sử liên quan đến việc Phật Thiên Phát Thành Tất Tiết Thành Đa Đức Phật Thuyết Pháp. Về phần quan phạm thì mình có hai phần. Một đó là ngữ căn của động từ. Từ trước đến nay mình học đó là mình học động từ ở dạng cơ bản. Đến trong cái quyển 3 này thì mình học về các căn của động từ. Tức là để trở thành một động từ, thí dụ như là gacchati, ahati, hoặc là
đề tì tí. Các động từ đó nó được thành lập từ ngữ căn nào? Thì ở trong quyển 3 này để cung cấp cho mình cái chữ thích đó. Rồi mình còn thêm một cái bảng chia động từ nhỏ, đó là động từ là quá khứ căn. Và đó là mình ở văn phòng. Giờ chúng ta trước tiên là chúng ta học về phần động văn, viên phần động văn tiếng Việt trước. Cô Phúc Viên giúp sư là đọc cái động văn tiếng Việt này chữ lắm. Dạ. Sau khi giác ngộ, Đức Thế Tôn suy nghĩ, giáo pháp do ta chứng đắc được thâm sâu vi diệu, khó lãnh hội, chỉ người trí mới thấu hiểu. Còn các chúng sanh này ưa thích ái dục, họ khó thấy được lý duyên sinh, do vậy Ngài không muốn thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Phạm Thiên, Xá Hàm Bát Tí, với tâm của mình đã biết được tâm tư của Thế Tôn và nghĩ rằng, than ôi, thế giới này sẽ bị hoại phong nếu Như Lai không thuyết pháp. Từ Phạm Thiên giới, Phạm Thiên, Xá Hàm Bát Tí đi đến Thế Tôn và bạch rằng, bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp. Có những hạng chúng sanh ít nhiễm bụi trần, sẽ bị nguy hại do không được nghe chánh pháp. Ngược lại, do sự nghe pháp, những chúng sanh này có thể thâm hiểu được pháp. Sau khi nghe lời thỉnh cầu của Phạm Thiên và vì lo lòng bi mẫn đối với chúng sanh, Đức Thế Tôn đã chấp nhận thuyết pháp. Khi ấy, với Phật nhãn nhìn quanh. Nhìn quanh thế giới, Ngài đã thấy được những hạng chúng sanh đang sống, ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời. Như trong hồ sen, có một số sen mọc ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số sen mọc ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số sen mọc ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Dạ, xin hết ạ. Rồi, đó là phần đoạn văn. Các nội dung này là hầu như là chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh này. Cầu giống như tình nó vượt nãy. Về phần trả lời câu hỏi thì mình sẽ trả lời sau. Bây giờ chúng ta sẽ đọc phần từ vựng trước. Phần từ vựng trước. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từ vựng. Ai chúc gầm mát, ai chúc gầm mát, anh tô ni múc các bồ tí, anh tô ni múc các bồ tí. Api-sam-pu-cha-ti, Api-sam-pu-cha-ti, A-ho-si, A-ho-si, A-thi-ga-ta, A-thi-ga-ta, A-bu-ja, A-bu-ja, A-che-sa-na, A-che-sa-na, A-da-sa, A-da-sa, A-nu-ga-ta, Anukata, Aparajaka, 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 Jatika, Aparajaka, 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 Jatika, Aparajaka, Jatika, Asawana, Asawana, Alayatara, Layatara, upasang kamati, karunyata, gamphira, ceto parimitaka, jata, jata, titati. Tithati Nuranupotha, 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 Deseti, Deseti, Nasati, Nasati, Parihayati, Parihayati, Panita, Panita, Pacca, Paticca samuppada, Paduma,
Paduma Sara Bodhichakkhu Brahmaloka Maharajakha Voloketi Sakoti Sammodaka Sampatikkhati Sahampati Brahma Sayathapi hai lần nữa ha. Ajuk gamma antonimukha bodhi api sampuchati ahosi athigata abhujha acchesana attasa anugata aparajakha jatika asavana layarata upasangkamati karunyata gambhira ceto parimitaka jata titati dura nukotha Deseti Nasati Parihayati Panita Paticca Samuppada Padumasara Bodhichakkhu Brahmaloka Maharajakha Voloketi Sakoti Sammodaka Sampatikkhati Sahampati Brahma Sayathapi à, bây giờ mày lớp giơ tay lên để đọc từng vựng. Cô tăng bút bài chứ. Cô Phúc Chi mời lớp đọc bài giúp chị. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ. Em tí đợi em tí luôn tăng bài. Có mất chưa rồi. Đọc chưa. Mỗi một người đọc một trang ha, một người đọc một trang. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Hắc thức gầm á. Sau khi vương lên khỏi ăn tư lý mức giáp bù xí được nuôi dưỡng dưới nước. Hắc tam túc cho ý giác ngộ ác tư xí đã có ác chấp phát Abhujha đã nói Acchesana sự thỉnh cầu, Attassa đã thấy, Anugata không vươn lên khỏi, Aparajakha có ít nhiễm bụi trần, Aparajakha Chatika có hạn ít nhiễm bụi trần, Asavana sự không nghe, Alayarata
ưa thích trong ngũ dục. Ubasan Kamathi lại gần viếng thăm. Karunya Pa lòng từ bi, Yamphira thăm sâu. Chetobari quý tất cả sự suy tư mầm. Xin mời cô tu nữ dự bảo ạ. Dạ, bạch sư xin đọc bài ạ. Cha tá đã mọc đã sinh, tí tá tí đứng dừng lại, đú rá nú khô tá khó lãnh hội, đê xê tí thuyết, nát xá tí hoại vong hủy diệt, bá lý ha giá tí bị nguy hại rớt ra khỏi, bá ni tá vi diệu cao quý, bá cha chúng sanh, bá tí chá xá mốt ba đá sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện lý duyên sinh, bá đố má sen hoa sen, bá đố má xá rá hồ sen, bút thá chắc khú phật nhãn, râm má lô cá phạm thiên giới, má hà rá chắc khá có nhiều bụi trần. Dạ bạch sư đẩy lên giùm con ạ. À. Vô lô kê tí xem xét nhìn quanh, sắc cô tí có thể, xá mô đá cá mặt nước, sam pá tí chá tí chấp nhận nhận lời, xá ham pá tí râm má phạm thiên, xá ham pá tí xây giá tha tí ví như cũng là. Con xin đọc xong ạ. À. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. À. Dạ con xin đọc. À vừa rồi xin lỗi là bị bỏ cái volume sớm á, không có biết. Xin lỗi cô Quang Nguyên á. Tại vừa rồi cô Quang Nguyên đọc mà bị đọc vô. Dạ con xin đọc bài á. Ác chúc gầm má sau khi vươn lên khỏi. Ác tố ní múc gắt bố xí được nuôi dưỡng dưới nước. Ác thí sam bút tha thí giác ngộ. Ác hô xí đã có. Ác thiết giác tá đã đắc được. Ác bô chá đã nói. Ác thê sắc nát sự thỉnh cầu. Ác thá xa đã thấy. Ác nút giác ta không vươn lên khỏi. Bắc ác bắc rác da khác có ít nhiễm bụi trần. Ác bắc ra giác khác da tí khác có hạn ít nhiễm bụi trần. Ác sắc vát nát sự không nghe. Ác lấy giác rắc ta ưa thích trong ngũ dục. Út bát sang khát ma tí lại gần biến thăm. Karunatta lòng từ bi. Gram thi tham thi rác thăm sâu. Sẽ tốt bác rí viết tắt khác sự suy tư trong tâm. Dạ con xin hết. Cảm ơn. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Cha tá đã mọc đã sinh, tít thá tá đứng dừng lại, đú rá nú bô thá khó lãnh hội, đê xê tí thuyết, nát xá tí hoại vong hủy diệt, pá rí ha giá tí bị nguy hại rớt ra khỏi, pá ni tá vi diệu cao quý, pá cha chúng sanh, pá tít chá xá múc pa đá sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện lý duyên sinh, bá đú má sen hoa sen, bá đú má xá rá hồ sen, bút thá chắc khú phật nhãn, brahm má lô cá phạm thiên giới, má hà rá chắc khá có nhiều bụi trần, vô lô kê tí xem xét nhìn quanh, sắc cô tí có thể, xá mô đá cá mặt nước, sam pá tích chá tí chấp nhận nhận lời, sa ham pá tí brahm má phạm thiên, sa ham pá tí xây giá tha pí ví như cũng như là. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Ngọc Trân. Dạ thưa sư con xin đọc ngữ vận. Ách chúc gầm má sau khi vươn lên khỏi. Antony mút gác bô xí được nuôi dưỡng dưới nước. Á phí xăm bút chá tí giác ngộ. Áo hô xí đã có. Á thi gá tá đã đắc được. Áo hồ chá đã nói. Ách chê xá ná sự thỉnh cầu. Ách đá xa đã thấy. Ách nút gá tá vương không vươn lên khỏi.
Apara chắc khá có ít nhiễm bụi trần. Apara chắc khá cha tí cá có hạn ít nhiễm bụi trần. Asawana sự không nghe. A lá giá ra tá ưa thích trong ngũ dục. Upasankamati lại gần viếng thăm. Karunyata lòng từ bi. Ramphira thăm sâu. Chetopari quý tất cả sự suy tư trong tâm. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. À. Dạ thưa sư con xin đọc ngữ vựng. Trà tá đã mọc đã sinh, tít tá tí đứng dừng lại. Đú ra nút phô thá khó lãnh hội. Đê xê tí thuyết thuyết. Ná xá tí hoại vong hủy diệt. Bá rí hà giá tí bị nguy hại rớt ra khỏi. Bà ni tá vi diệu cao quý. Bá trà chúng sanh. Bá tí trá sam mút pha đá sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện lý duyên sinh. Phá đú má xem hoa sen. Bá đú má xá rá hồ sen. Bút thá chắc khú Phật nhãn. Brahma lô cá phạm thiên giới. Maha Raja Maha Raja khá có nhiều bụi trần. Vô lô khê tí xem xét nhìn quanh. Sắc cô tí có thể. Sa mô đá cá mặt nước. Tam bá tí chá tí chấp nhận nhận lời. Sa hàm bá tí Brahma phạm thiên. Sa hàm bá tí xây giá thà bí ví như cũng như là. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc ngữ vựng. Giờ kéo giùm em xuống chút. Sao cái màn hình ở trên gì không thấy cái chữ trên. Dạ kéo giùm cái màn hình xuống chút xíu. Chị ơi. Rồi em đã kéo. Kéo xuống giùm em chút xíu ơi sao không thấy được. Em đã kéo nãy giờ rồi. Ủa nó có khúc. Ờ đó giờ mới thấy nè. Rồi. Rồi. Ắt chút gác. Ắt chút gác má. Sau khi vươn lên khỏi. Ắt chút gác má. Sau khi vươn lên khỏi. Anthony múc gác. Bessel. Anthony múc gác. Bồ sĩ được nuôi dưỡng dưới nước. Afishambut. Trái tí giác ngộ. Eo xí đã có. Afigate đã đắc được. Eo vua ché đã nói. Ách chê sen lé sự thỉnh cầu. Ách đá xe đã thấy. Anugate không vuông lên khỏi. Kéo kéo lên dùm em cái chị ơi. Kéo kéo màn hình lên dùm em. Dạ rồi. Rồi. Em kéo rồi đó chị thấy không? Rồi thấy. Apare chắc khé re trà tí ké có hàng ít nhiễm bụi tròn. Asawana sự không nghe. Alaya ra tá ưa thích trong ngũ dục. Upasanka má tí lại gần viếng thăm. Karunya ta lòng từ bi. Gam phi rê thâm sâu. Chê tô bá rí quý tắc kế sự suy tư trong tâm. Dạ thưa sư xin hết. Em xin mời Phật tử An ạ. Dạ con kính đỉnh lễ sư. Con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Trà tá đã mọc đã sinh, chích thá tí đứng dừng lại. Đú ra nút Bồ Tát khó lãnh hội. Đề xề trí thuyết
Nasati, ngoại dòng quỷ diệt. Pari Hà Chati, bị nguy hại, rớt ra khỏi. Panita, di diệu, cao quý. Pacha, chúng sanh. Patichasamuppada, Patichasamuppada, sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện lý duyên sinh. Paduma, sen hoa sen. Paduma Sara, hồ sen. Buddha Chakku, Phật nhãn. Ramma Loka, phạm thiên giới. Maha Rajaka, có nhiều bụi trần. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn, con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo đọc chánh mới. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Ác cục văn má sau khi vươn lên khỏi Antoli Múc Khóa Tô Xí được nuôi dưỡng dưới nước. A Phí Xăm Búc Chá Tí Giác Ngộ A Hô Xí đã có. A Thi Gá Tá đã đắc được. A Vô Chá đã nói. Ếch Chê Sa Ná, sự thỉnh cầu. Ếch Đá Xa đã thấy. Anúc Gá Tá không vươn lên khỏi. Áp Tá Rá Cách Khá có những chiếc bụi trần. Áp Tá Rá Cách Khá Cha Tí Cá có hạ ít những bụi trần. Ếch Sa Quá Ná, sự không nghe. A Lá Rá Rá Ta ưa thích trong ngũ dục. Ubasan Kamati lại gần viếng thăm. Kajun Nhá Ta mong từ đi. Dạ thưa sư, kéo lên cho con đọc tiếp ạ. Chân kéo lại lên đi chân ơi. Găm thì rá thâm sâu. Cheto Pari Quý Tắc Tá, sự suy tư trong tâm. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Thưa sư, con đọc bài. Chá ta có phải đọc từ đầu đấy không ạ? Đúng rồi chị. Chá ta đã mọc, đã sinh. Tít thá tí là đứng, dừng lại. Đú rá nú bô thá là khó lãnh hội. Đê xê tí là thuyết. Nát xá tí là hoại vong hủy diệt. Bá rí há giá tí là bị nguy hại rớt ra khỏi. Bá ni tá là vi diệu cao quý. Bá cha là chúng sanh. Bá tích chá xá múc bá đá là sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện lý duyên sinh. Bá đú má là sen hoa sen. Bá đú má xá rá là hồ sen. Bút thá che chắc khú là Phật nhãn. Râm má lô cá là phạm thiên giới. Má ha rá chắc khá là có nhiều bụi trần. Bô lô kê tí là xem xét nhìn quanh. Sắc cô tí là có thể. Xá mô đá cá là mặt nước. Xăm bá tích chá tí là chấp nhận nhận lời. Xá ham bá tít. Bá tí râm má là phạm thiên. Xăng hâm bá tí. Xây giá thá bí là ví như cũng như là. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thiện ạ. Dạ hết rồi chị ạ. Xin mời cô Diệu Thiện ạ.
xin lỗi cô bị rớt mạng rồi, chờ một tí thôi khỏi đi mời người khác đi. Dạ không, nghe cô rõ lắm mà cô. Nghe không hả? Nói đi, đọc đi. Không, dạ, dạ không thấy màn hình dạ. À. Dạ. Dạ thưa sư, vậy là hết Phật tử đọc rồi sư. Phần lớn ở trong tập này là mình đã đọc được khác, chỉ còn một hai người là mình đọc thì tốt thôi. Phần lớn là mình đã đọc được. Thì chúng ta thấy là ngay cả các từ vựng đó, không ý quyển ba này nó cũng khác hơn nhiều so với từ vựng mà chúng ta học ở quyển một và quyển hai. Tại nó quyển ba này là nó một mặc dù nói Bali căn bản chứ thật sự là nó một bậc thay đổi một bậc so với cái quyển một, cái văn hóa nó được nâng cao hơn khá nhiều. Rồi giờ chúng ta vào ở trong phần đó là phần lịch sử Đức Phật. Giờ mình vào ở trong phần cô tăng xuống đi đại sư đưa bài. Xuống đi, có. Chúng ta vào phần văn phạm, đó là phần ngữ căn của động từ. Ngữ căn là tiếng gốc của động từ. Khi chưa được hình thành, ngữ căn tiếng Mali xếp thành là 8 nhóm và được gọi là Kha Phúc Kê Nắc. 8 nhóm thì chỉ nhóm ở đây gọi là Kha Phúc Kê Nắc. Trong 8 nhóm ngữ căn này thì mỗi nhóm có tiếp vị ngữ bách chi giác riêng làm dấu hiệu căn bản như sau. Tức là mỗi một nhóm như vậy nhá, có cái tiếp vị ngữ để khi mà người ta phân tích ra, người ta biết là cái động từ này nó thuộc nhóm ngữ căn nào. Thì ở đây cái nhóm thứ nhất đó là nhóm phu. Nhóm phu tức là nhóm mà nó có ngữ căn phu đứng đầu, người ta gọi là nhóm phu, gọi là phá hoa bí cảnh này. Đây chữ phá hoa nó cộng với a bí với lại cảnh này. Thì nhóm đệ nhất ngữ căn này có một tiếp vị ngữ làm dấu hiệu riêng là ác. Là nếu mà động từ nào khi mình phân tích ra mà nó có tiếp vị ngữ là ác thì nhóm ngữ căn đó người ta gọi là nhóm ngữ căn đệ nhất hay là nhóm căn khu phá hoa đi cái nắng. Trong Bali thì người ta gọi nó là phá hoa đi cái nắng. Ví dụ ở đây mình có động từ phá hoa tí, một động từ mà mình học từ quyển 1 là mình đã gặp nó, mình dịch là có hoặc là trở thành. Động từ mà khi mình viết câu mà sử dụng động từ này đó là phía trước nó được sử dụng ở dạng chủ cách. Thì bây giờ đến khi mà chúng ta học về ngữ căn á, bây giờ chúng ta sẽ biết nó là nó từ cái ngữ căn gì để nó có được cái động từ là phao áp tí. Thì cái gốc của nó là ngữ căn khu. Ngữ căn khu, cái dấu này mình xài cho cái chữ ngữ căn ha. Ngữ căn khu, ngữ căn khu. Rồi cái chữ chữ u này nó được đổi thành áo quá. Nó được đổi thành áo quá. Sau đó nó cộng với tiếp vị ngữ ác, cộng với tí. Thì nó được là pháp quả tí. Không có tí. Hoặc là động từ thứ hai mà chúng ta cũng gặp thường xuyên đó là động từ bách chất tí, là nấu, nấu cơm, nấu nước gì đó, nói chung là nấu. Thì nó là bách chất tí, làm cho nóng là bách chất tí. Thì ở đây mình có đó là cái ngữ căn của nó là bách chất. Ở đây có một cái quy định mà chúng ta cũng nên biết đó là
đối với các ngữ căn mà nó không phải là thành cùng bằng bằng a, bằng u, bằng ý, bằng y, ngắn lại các ngữ căn mà nó thì bằng a, bằng a, bằng ý, bằng u hay là bằng y thì người ta sẽ thêm cái chữ á cho nó khi đọc. Ví dụ ở đây mình đúng ra thì mình chỉ đọc nó là bách thôi, nhưng mà để dễ đọc thì người ta thêm cho nó là cái chữ á, tức là mình đọc nó là bách chá, ngữ căn bách chá. Rồi cộng với tiết bị ngữ á, cộng với tí thì nó được là bách chá tí. Thì khi mình phân tích như vậy thì mình sẽ biết là cái động từ bách chá tí này nó nằm ở nhóm ngữ căn đó là có quá đi gánh nát, là những nhóm đệ nhất ngữ căn, ngữ căn phu. Thứ ba, ví dụ như là mình có động từ lắp tí là được, rồi mình cộng với á, cộng với tí, tức là ngữ căn lắp phát cộng với á cộng với tí thì chúng ta được động từ đã lắp tí, là nhóm ngữ căn đệ nhất. Bây giờ chúng ta có thể tìm một số động từ mà chúng ta đã học trước đây. Ví dụ một số động từ nào mà mình đã học trước đây mà mình thấy nó tương tự là nó kết thúc bằng á tí. Ví dụ, có ai còn nhớ? Đúng rồi, ví dụ như là bát sa tí. Bát sa tí được không sư? Từ từ, nhanh quá, sao sư làm kịp? Bây giờ tại ở đây đánh ngữ căn thì nó ở trên máy mình nó có cái ký hiệu ngữ căn, cho nên tôi tạm sử dụng lầy dấu dấu gì đây, sử dụng là lầy dấu bằng kép ha, tức là từ, dấu này nó ký hiệu là từ ha. Giờ vậy, giờ ngữ căn passive, bây giờ động từ passive, giờ passive thì ngữ căn nó lại gì, ngữ căn gì mà mình dịch là thấy, là mình phải nhớ cái ngữ căn của nó thì mới được. Tức là cái nó từ ngữ căn là đi phát, cái này thì nó hơi phức tạp một tí, càng có số ngữ căn nó thay đổi, rồi là từ đi phát này người ta mới đổi nó thành là phát 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 phát, rồi cộng với gì. Đúng rồi, cộng với á tiết từ ngữ của nó, cộng với tí. Như vậy thì động từ bát tí á là nó thuộc về nhóm phu, nhóm đệ nhất ngữ căn. Rồi động từ gì nữa? Dạ bạch sư, gách chá tí được không sư? Rồi động từ gách chá tí. Giờ động từ gách chá tí. Gách chá tí. Giờ động từ gách chá tí thì nó từ cái ngữ căn đó là gắm mát, ngữ căn gắm mát, rồi từ gắm mát này nó đổi thành là gách khác, rồi nó cộng với tích, cộng với gì, cộng với a, cộng với tí. Như vậy cái động từ gách chất tí này thì nó cũng thuộc nhóm ngữ căn đó là ngữ căn u, là đệ nhất ngữ căn. Động từ gì nữa? Dạ dắt sư quanh đá tí. Dạ dắt tí. Dạ dắt tí được chứ. Gì? Dạ dắt tí. Qua dắt tí là gì? Dạ sinh đó. Động từ. Dạ dắt tí hả? Dạ. Có bắt được không ạ? Dạ. Dạ dắt tí. Dạ dắt tí. Từ ngữ giác, căn giác, đó là giác không được chưa hả? Dạ giác. Dạ giác. Dạ giác. Từ ngữ căn lấy giác. Rồi cộng với gì? Cộng với a. Cộng với tí. Tìm được là giác cho tí. Tại có động từ gì nữa? Ít cho tí thôi sao? Cái gì? Ít cho tí muốn. Được không sao? Ít chân tí. Tí sàn má tí. Ít chân tí.
viết thích tí không được. A há ra tí. Rồi, a há ra tí không. A há ra tí. Trước đây mình học, lúc mình học kỹ 1 á, động từ nó được hình thành là từ mấy thành phần? Có còn nhớ không? Căn, cộng với tiếp vị ngữ. Đúng rồi, căn với tiếp vị ngữ, với lại vị ngữ của thầy, tức là 3 thành phần, hoặc là 4 thành phần là có gì nữa? Đồng. Đúng rồi, tiếp đồng ngữ. À, có tiếp đồng ngữ. Thì ở đây mình có đồng ngữ A, tiếp đồng ngữ A. Cộng với ngữ căn đó là hara. Rồi cộng với, cộng với gì? Cộng với á. Rồi cộng với tí. À, rồi một động từ nữa đi. Quanh lắp tí. Rồi quanh lắp tí. Quanh lắp tí. Quanh lắp tí thì từ ngữ căn đó là quanh đá. À, ngữ căn quanh đá. Rồi cộng với cộng với tí. Thì đó là một số động từ, một số ngữ căn mà nó thuộc nhóm khu hay là thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn. Có qua đi nghe nát. À, thì cái cách này để chúng ta có thể giỏi được á, thì chúng ta về chúng ta cố gắng đó là bây giờ sư ở đây sư có cái quyển, cái quyển mà người ta nói về ngữ căn. Thì lớp có thể lấy cái quyển này photo, rồi ai cần nó mình chia mỗi người một quyển để mình tập. Tức là mình sẽ phân tích hết từ đầu, từ cái quyển 1 bây giờ mình học nó, hãy gặp động từ là mình phân tích nó ra. Học xong cái bài này là chúng ta có thể phân tích được hết. À, để xem coi trong 8 nhóm đó nó thuộc nhóm nào. Nhưng mà học cái này thì các sở phải đam mê thì mới vui. À, tức là khi mình đam mê mình học mấy này nó vui. Tức là khi mình phân tích được cái này thì các loại phân từ, bất biến quá khứ phân từ, bị biến cách, khả năng phân từ gì là chúng ta biết hết. À, gọi là cái cách tìm gốc của nó. Rồi để cái đó là nhóm thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang nhóm thứ hai. Thưa sư, cho con hỏi nhưng mà nếu như mà cái nghĩa căn nó như một cái động từ duy nhất cái tí, mà nghĩa căn là gắn má, phải tìm trong quyển nghĩa căn mới tìm được cái gì nghĩa căn gốc mới tính được không, bây giờ mới chia nó phân tích ra được không thưa sư? Cái gì? Ví dụ bây giờ cái từ giác cái tí đi, thì nửa căn giá má. Nghĩa là nếu muốn tìm nửa căn đó, phải có sắp, tìm trong sắp mới ra, mới được cái nửa căn giá má. Như vậy giác cái tí mà mình nhìn theo cái này, đâu biết không thích là không. Đương nhiên phải tìm nửa căn của nó rồi. Dạ. Tại mấy trường hợp đặc biệt như vậy thì mình phải lật lại ở trong nửa căn đó để mình xem cách thay đổi của nó. Dạ. À, học như vậy, nhưng mà tại học thì có cái là tại sư làm thường xuyên, nó là sư nhớ sư làm liền. À, nếu mà các tử mới mới là mình phải lật tìm ngữ căn nó thì mình mới có thể làm được. Yeah. Ừ. Yeah. Thì trong từ điển của mình đó là người ta cũng đã cho mình một số ngữ căn để từ điển của ngày ngày muốn chơi mà lớp mình có đó. Cái từ điển đó là người ta mặc dù không nhiều nhưng mà cũng thấy họ người ta cũng cho. À, cũng cho một số người khác. Dạ. Rồi bây giờ nhóm thứ hai, cái đó là nhóm thứ nhất ha. Nếu mình phân tích động từ nào mà nó có chữ, có tiếp vị ngữ là á, thì mình biết đó là nhóm ngữ căn thứ nhất, gọi là phao hòa đi căn á, hoặc là đệ nhất ngữ căn. Rồi nhóm thứ hai, nhóm căn rú thác, gọi là rú thà đi căn á, là nhóm ngữ căn mà nó có chữ rút thác, có căn rút thác đứng đầu. Thì nhóm này thì nó có 5 tiếp vị ngữ để nhận biết nó. Rồi nó còn thêm một cái phụ âm an. À, là 5 tiếp vị ngữ ở đây nó là a, i, e, e, o. Như vậy thì nhóm ngữ căn này á, nó sẽ có là 5 dạng tiếp vị ngữ
cộng với một cái phụ âm ăn để thay đổi. Thí dụ ở đây mình có động từ phun cho tí, động từ phun cho tí thì cái gốc của ngữ căn của nó đó là phu chá, phu chá. Nó cũng với ở đây thì nó xài với tiếp ngữ ác, thì mình cộng với tiếp ngữ ác vào. Rồi trong cái ngữ căn cái nhóm 2 này á, bất cứ cái ngữ căn nào nó cũng xài thêm cái phụ âm ăn, rồi nó sẽ thay đổi thành nguyên âm cuối ở trong của ngữ căn đó. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là cái chữ phú chá thì nguyên âm cuối, cái âm cuối của nhóm này là gì? Âm cuối chữ chá nhóm 2 này là gì? Có nhớ không? Là chữ án. Là chữ gì? Âm cuối của nhóm 2 này là chữ gì? Là chữ án. Cuối của nhóm 2. Chữ nhé. A, I, E, A, O. Con sư chữ nhé. A, I, U, E, O đâu đó. Con sư chữ là chá, 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 nhé. Chá, 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 chá. Cho nên mình đổi chữ ăn này thành chữ nhá. Đổi chữ ăn này thành chữ nhá. Rồi theo cái cách ghép của nó là sao? Chữ nhá, cái âm cuối của năm bọn á, lúc nào nó cũng phải đứng trước. Đứng trước phụ âm ở trong nhóm của nó. Cho nên chữ âm chữ ăn này á, khi nó đổi thành nhá thì nó sẽ đứng trước chữ chá. Rồi mình cộng với tí vào thì nó được là phun gia tí. Phun gia tí. Thứ hai đó là run thí tí. Run thí tí, ngữ căn của nó đó là rút thác cộng với ý rồi cộng với ăn. Rồi bây giờ mình thêm xem chữ thác này nó thuộc nhóm nào. Chữ thác này thuộc nhóm nào? Nhóm thứ tư. Là nhóm 4. Vậy là nhóm 4 mình đổi cái ăn này thành chữ gì? Ná. Đúng là thành chữ ná. Thành chữ ná. Khi mà đổi xong á thì đem chữ ná này để trước chữ thác. Nhớ vậy, khi mà đổi xong thì đem nó để phía trước thì mình sẽ được đó là run tí tí. Run tí tí đó là dạng ý, ở dạng ý. Bây giờ ở dạng y, ở dạng y, dạng y. Ví dụ như là run thi tí, cái đồng ngữ căn nãy á, nó có thể xài á y ý hoặc là u cũng được. Run thi tí thì ở đây nó là rút thác cộng với ăn. Thì mình đổi chữ ăn này tại cái đây này là nhóm thứ tư lắm, giống lúc nãy, cho nên đổi thành chữ nát. Thì khi mình ghép lại nó được là run thi tí. Run thi tí. Rồi cái đó là ở trong trường hợp bằng y. Ở trong trường hợp bằng e, ví dụ như là động từ mun chê tí là thoát khỏi. Mun chê tí là thoát khỏi. Để đây nó từ ngữ căn đó là muốn chát cộng với e cộng với ăn. Thì bây giờ mình sẽ xem coi chữ ăn này nó sẽ đổi thành chữ gì. Thì mình xem coi cái âm cuối của ngữ căn này là nó chữ gì trước. Ở đây mình thấy âm cuối của ngữ căn này nó là chữ chát. Nó thuộc nhóm mấy? Nhóm 2 ạ. Nhóm 2. Nhóm 2 thì như vậy mình sẽ đổi chữ ăn thành chữ nhát. Thì mình sẽ được nó là mun chê tí. Mun chê tí. Đó là dạng E. Ở dạng thứ tư đó là xăm phô tí. Xăm phô tí là đánh đập. Thì ở đây mình có ngữ căn đó là, xin lỗi, xung phô tí là đánh đập. Mình có ngữ căn đó là xuất phát. Xuất phát. Rồi cộng với ô. Cộng với ô. Rồi cộng với ăn. Bây giờ mình coi xem đây chữ phá này á.
này không có chuyện khác. Xem cái chữ khóa này á, nó thuộc nhóm mấy? Nhóm 5 thưa sư. Đúng rồi, nhóm 5. Như vậy thì chữ ăn nó được đổi thành chữ gì? Chữ má. Chữ má. Má. Chữ má là âm phụ âm cuối của nhóm 5. Thì mình sẽ được nó là sau khi đổi xong mình đem nó lên để phía trước thì mình sẽ được cái động từ đó là tâm phu ký, tức là đánh đập. Đánh đập. Như vậy thì nhưng mà trong nhóm này á, phần lớn mà người ta sử dụng nó đó là thường sử dụng nó là với dạng chữ ác với ăn là nhiệt. Còn mấy trường hợp còn lại thì có ít lắm. Thỉnh thoảng mình thấy một vài trường hợp bằng e. Còn phần lớn là nó sử dụng với chữ ác với chữ ngữ ăn với phụ âm ăn. Rồi bây giờ chúng ta thử coi hồi trước giờ mình có từng gặp trường hợp này, có ai nhớ có thể đưa ra được cái trường hợp này. Nhóm số mấy làm sao biết được sư? Nhóm có nhớ được không? Từ nào dạng tương tự như vậy? Dạ, nó buồn đá tí thưa sư. Cái gì? Chữ gì? Nó buồn đá tí. Quá buồn phải không? Mùi chất tí. Có mùi chất tí là khó khỏi. Thì ở đây mình có là ký tuần ngữ quá. Ngữ căn của nó đó là ngữ căn. Ở đây mình thấy nó là nó có chữ nhát với chữ chát. Nên ngữ căn của nó ở đây đó là muốt chát. Rồi cộng với gì? Cộng với ác, cộng với ăn, cộng với tí. Thì chúng ta thấy giống ti hịch lúc nãy. Chữ phá này bỏ nó đi, nó là tí tồn ngữ. Còn lại là ngữ căn muốn chá cộng với ác. Thì ở đây chá là nó thuộc nhóm 2, cho nên ăn ở đây mình đổi thành chữ nhát. Rồi mình đem lại để phía trước thì nó được là bóp muôn cho tí. Rồi, có anh nhớ được công tên nào nữa? Dạ bạch sư, banh nha giá tí. Dạ hiện ra được không sư? Banh nha giá tí. Dạ. Banh nha giá tí. Banh nha. Ở đó trong trường hợp đó thì nó hai chữ hai chữ nhát. Dạ. Không được. Cầm từ khác đi. Dạ bạch sư, cái cụm từ là chá rí tăng á nú duyên chá tí được không ạ? Á nú duyên chá tí. Cái này có đi dạo. Á nú duyên chá tí. Á nú duyên chá tí. Cái này còn được. Thì ở đây mình có tiếp đồng ngữ nó là anu. Sau này mình sẽ học một bài tiếp đồng ngữ. Là phong quyển 3 này mình có một bài tiếp đồng ngữ. Bây giờ mình chỉ khó là phần khó là mình chưa biết tiếp đồng ngữ. Mà để mình mốt chắc vài ba tháng nữa mình quyển 3 thì mình có thể xem trước được. Thì để tính đến quyển 1 trước đi ha, mốt mình quyển 3 này tính là. Chúng ta sẽ có sách để xem. Thì với lại ngữ căn đó là khi mà chúng ta thấy vậy là chúng ta đoán nó được ngữ căn là gì, ngữ căn của nó là gì.
giờ người ta cho mình tiếp đồng ngữ rồi, ngữ căn của nó là gì? Phải vú không sư? Vú chát. Vú chát. Dạ. Rồi cộng với gì? Cộng với ác. Cộng ăn. Cộng với? Cộng ăn. Cộng với ăn. Rồi cộng với? Cộng tí. Thì anh em thấy là cái chữ chát này là nó thuộc nhóm mấy? Chát là nhóm 2, nhóm 3. Chát này thuộc nhóm 2, chát, 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 dạ. Chát này chát, là dạ. Nó thuộc nhóm 2. Nhóm 2 ạ. À. Cho nên 2. Mình đổi chữ ăn này thành chữ nhát, thì mình sẽ được là ăn nó dùng cho tiết. À, có ai nhớ được động từ nào nữa? Ai nhớ được động từ nào nữa không? Có nhớ động từ cắt tóc không? Chim lá tí. Chim lá tí. Cắt tóc xuất gia, từ bỏ gia đình gì đó. Chim lá tí. Thì ở đây mình có ngữ căn đó là chi tá. Ngữ căn là chi tá. Rồi nó cộng với ăn. Cộng với ăn. Cộng với tí. Giờ mình xem cái chữ tá này là nhóm mấy? Nhóm 4. Đúng rồi nhá, nó, à, chữ tá là nhóm 4. Cho nên ăn nó đổi thành chữ N. Chữ tá được đó là chín lá tí. À, chín lá tí. Có ai nhớ được động từ gì nữa không? Chín tê tí được không sư? Không được. Đâm má da tí á sư. Cái gì? Đâm má da tí. Đâm má da tí hả? Đâm má da tí đâu có còn phụ âm đôi đâu. Nó phải có phụ âm đôi mới được. Động từ ý dạng này nó phải có phụ âm đôi ha. Tại ăn nó đổi thành âm cuối nhóm để nó đi cặp. À, để nó đi cặp. Rồi thôi tạm bao nhiêu đây, à, tạm bao nhiêu đây. Bây giờ đó là cái nhóm 2. À, nhóm 2. Mai mốt chúng ta gặp các động từ tương tự đó thì tập tiếp thêm. Hoặc là ở trong bài học mình gặp. Thì mình sẽ phân thêm. Chưa có hiểu nhóm 1, nhóm 2, nhóm gì sư? Nhóm thứ 2, thứ 3 là nằm ở trong cái chỗ nào mình mới biết phân biệt ra được nhóm. Phân tích động từ ra. Rồi, rồi phân tích nhưng mà nó đưa chia ra rồi nó nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4 mà con chưa biết nó nằm ở đâu á. Khi mà phân tích ra đó, bây giờ người ta nói là cái ký hiệu để mình nhận biết cái nhóm 1 là gì? Ký hiệu để mình nhận biết nhóm 1 là gì? Là khi mình phân tích động từ á, trong động từ đó là nó có chữ ác. Này câu học trong văn phạm quyển 1, trong quyển 1. Cái gì? Ngữ ác thì đó là thuộc nhóm 1. À, người ta phân tích cho mình xem hả, thấy không? Động từ, cái động từ nào nó không có chữ ác ở trong đó. Cho nên nó là nhóm 1. Bây giờ nhóm 2. Nhóm 2 thì nó có thêm phân tích nó đó. Nó có chữ ác với chữ ăn. Hoặc là ý với ăn. Hoặc là y với ăn. Hoặc là e với ăn. Hoặc là o với ăn. Thì đó là các động từ ở nhóm 2. Mình phải nhớ các ký hiệu nhận biết này thì khi phân tích ra thì biết nó thuộc nhóm mấy. Còn cái ngữ căn mình chưa thuộc thì từ từ. À, tại cái này mới thì chúng ta sẽ gặp khó khăn về cái này rồi. Thì từ từ mình sẽ làm quen. Tại trong quyển 3 này là đều nói về ngữ căn hết. Nào cũng nói về ngữ căn. Cho nên chúng ta sẽ nhớ từ từ thôi. Cái các dấu hiệu này là phải nhớ nó trước. À, các dấu hiệu này. Sư ý chị hỏi cái bảng đó là tìm ở đâu, là nhóm mấy là tìm trong cuốn 1 đầu tiên đó chị. Phụ âm nhóm. Cuốn 1 nhưng mà nó nằm ở trong cái phụ âm nhóm cái gì mà có năm cái nhóm mà để cá chép. Đúng rồi. Bây giờ chị đó là phần bài học căn bản thôi, cái đó là phải được rồi, cái đó đâu phải nói gì nữa. Cái đó là quá dễ rồi.
Rồi bây giờ nhóm 2, nhóm 3. Nhóm 3 đó là đi quá. Nhóm đi quá là đi qua đi cái nát. Nhóm 3 này là cái nhóm thay đổi rất là phức tạp, ta không dễ để nhận biết nó, tại nó có rất nhiều trường hợp. Ở đây là chỉ ví dụ một vài trường hợp thôi, chứ thật sự cái nhóm 3 này chúng ta rất khó nhận biết nó, tại vì nó thay đổi rất là phức tạp. À, nhóm 1, nhóm 2 thì nó còn dễ, nhưng mà cái nhóm 3 này chúng ta rất là khó. À, rất khó. Thì ở đây ví dụ như là Tipati. À, Tipati gọi là nô đùa. Thì ở đây mình có nữ căn của nó là đi quá. À, đi quá cộng với giá. Thì cái chữ giá người ta gọi nó là bị đồng quá với phụ âm cuối của nữ căn. À, cho nên chữ giá này nó đổi thành chữ quá. Nhưng mà thông thường ở trong tiếng Mali thì hai chữ quá này nó đứng kế bên nó không được. Thì bắt buộc khi mà nó đổi xong á, nó phải đổi thêm một lần nữa, đó là thành chữ phá, thành hai chữ phá phá. Cho nên mình được nó là dipati. À, dipati. Cái chữ quá với chữ phá này nó hay thay đổi với nhau. Ví dụ như là mình gặp cái động từ đó là gia cá rô tí, hoặc là gia cá rô tí, hoặc là gia thí, gia thí. À, nó thường hay thay đổi cái chữ quá với cái chữ phá. À, thường thay đổi như nhau. Thứ hai đó là đầu từ Uchati là giác ngộ. À, giác ngộ thì nó tự có từ cái ngữ căn là phút thá. Phút thá mà nó trở thành danh từ là phút thá là Đức Phật đó. À, thì từ cái ngữ căn đó là phút thá. À, phút thá cộng với giá. Dạ, cộng với giá. Thì ở đây đó là phụ âm cuối của ngữ căn cùng phụ âm cuối của ngữ căn cùng với tiếp vị ngữ giá là đều bị thay đổi. Cái này nó có cái công thức của nó, tức là khi mà thá nó đi cùng với giá thì nó sẽ biến đổi thành chá chát, thành chá chát. Cái này phải nhớ công thức của nó thôi, chứ không có cách nào. Tức là khi mà nó gặp chữ thác còn với chữ giá thì nó biến đổi thành chà chát. À, cho nên mình được động từ nó là Uchati. À, Uchati. Thứ ba, ở dạng thứ ba đó là Muyahati. Muyahati là quên lẫn hay là quên đi. Thì từ ngữ căn đó là mú hát cộng với giá cộng với tí. Cái hát này á, khi mà nó gặp với giá thường là nó đổi vị trí với nhau, tức là giá thay vì ở đây thì nó đang đứng ở phía sau, nhưng mà khi nó ghép lại thì cái chữ giá nó chạy lên phía trước, chữ hát nằm lại phía sau, giống như là cái động từ aru hát tí là leo lên, hoặc là aru hát tí, hoặc là động từ gì ta, Aruhati, hoặc là quá khứ thân từ mình bắt gây hát. Bắt gây hát sau này mình sẽ có dạng quá khứ thân từ, bất biến quá khứ thân từ dạng đó, tức là chữ giá khi mà ghép với chữ hát thì nó chạy lên phía trước. Cho nên mình mới thấy ở đây mình được đó là mùi hát tí. À, mùi hát tí. Thứ tư mình có động từ đó là rút chát tí, là quyến rũ. Từ ngữ căn đó là rút chát cộng với chữ chữ giá. Thì ở trong trường hợp này đó là âm cuối của ngữ căn, tiếp vị ngữ giá nó bị đồng hóa với âm cuối của ngữ căn, tức là nó đổi thành chữ chát. Thì ở đây mình mới được là rách chát, là quyến rũ. Như vậy thì ở trong cái công thức này á, mình sẽ nhớ một số thay đổi như thế này. Cái dạng thứ nhất với dạng thứ tư á là tiếp vị ngữ giá
nó bị đồng hóa với âm cuối của ngữ căn. Tức là âm cuối của ngữ căn là âm gì thì giá nó sẽ đổi thành âm đó. Ví dụ ở đây trường hợp thứ tư mình thấy là âm cuối của ngữ căn là chá, thì chữ giá nó đổi thành chữ chá, thì nó trở thành là hai chữ chá, đó là rách chá tí. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là âm cuối của ngữ căn với lại chữ giá đó, nó đồng biến dạng, tức là nó thay đổi hẳn thành một cái phụ âm ghép khác. Và ở đây cái cách thay đổi của nó là nó thay đổi thành chữ chá chá. Âm thứ chữ thứ ba với lại chữ thứ tư ở trong cái nhóm hai, đó là cái công thức thứ hai mà mình phải nhớ nó. Cái công thức thứ ba đó là chữ giá khi mà gặp với há thì nó đổi vị trí, đổi vị trí tức là nó đứng phía trước há, chữ há. Đó là cái công thức mà mình cần phải nhớ ở trong ở dạng này. Giờ để xem coi chúng ta có thể tìm được một động từ ở dạng này hay không. Dạ thưa sư, có bát chá tí thưa sư. Cái gì? Có bát chá tí. Dạ. Bát chá tí. Dạ. Thử ha. Bát chá tí. Chá tí. Là gì? Bây giờ là gia viên. Mình không thích nó sao? Không thích nó làm sao mà tìm được cái đó? Trước tiên là mình phải biết ngữ căn nó là ngữ căn nó lại gì thì mình mới phân tích nó được. Nếu mà không biết ngữ căn nó mình không phân tích được. Thì ở đây mình có ngữ căn của nó đó là nó tiếp đầu ngữ quá. Tiếp đầu ngữ quá. Ngữ căn của nó là quá chá. Vậy là không được đó. Không được. Bạch sư, cái Bạch sư, cái động từ sách cha giá tí và tụng đọc lại có được không sư? À, để xem thử. Cha giá tí. Sách cha giá tí. Bây giờ chúng ta phải tìm ngữ căn của nó. Thấy nó gần giống như được, nhưng mà mình phải biết ngữ căn của nó thì mình mới phân tích được, còn nếu mình không biết ngữ căn thì không biết. Dạ. Từ đó cũng không được. Thưa sư, đá hai giá tí, đá giá hai tí. Là gì? Mình tính nhận lại. Chữ này nè. Đá má giá tí hả? Đá giá hai tí. Là gì? Chá thưa sư rồi đó. Cái đó đọc thì sao mà ta nghe được. Đầy hát tiết. Đầy hát tiết. Đầy hát tiết. Để động từ này có năng được. Đầy hát tiết. Tức là có động ngữ căn của nó là gì? Đúng ha. Đúng hát rồi.
Đá há, đá há. Ngữ căn của nó là đá há. À, căn của nó là đá há. Thì mình mới cộng với giá. Cộng với giá, cộng với tí. Thì ở đây chữ giá khi mà nó ghép với chữ há đó là nó thay đổi vị trí. À, cách là thay đổi vị trí. Ở đây mình có động từ viết sách chê tí nè. Viết sách chê tí. Tách chê tí ra được. Viết tách. Chê tí. Thì ở đây mình có tiếp đồng ngữ ra là viết. Tiếp đồng ngữ viết. Có ngữ căn đó là tích chát, rồi mình cộng với giá, cộng với giá. Ở đây thì nó cũng có một số trường hợp này thêm cái khó cho các thử thử. Có một số trường hợp động từ á, ví dụ như động từ này khi mình phân tích nó ra đó là thấy là tiếp động ngữ viết, ngữ căn là tách giá, tiếp thì ngữ giá. Theo ở đây người ta phân tích đó là nó còn thêm chữ á. Chữ ác không bị chứ, tại mình có chữ giá rồi. Nhưng mà theo ở trong cái cách tính tính điểm mà từ này không tính trong nó có thêm chữ ác. Theo cách giải thích đó là, thì ở đây mình có ngữ căn giá, tiếp vị ngữ giá, thì giá khi mà nó gặp với chữ giá thì nó bị đồng hóa với âm cuối của ngữ căn, thì mình được nó là viết tách giá, viết tách giá. Tức là ở đây mình vẫn còn cái chữ ác. Có thể mình bỏ chữ này cũng được, nhưng mà tôi thấy ở trong từ điển họ phân tích cho mình là có thêm chữ ác. Tại vì có một số ngữ căn đó là nó xài hai tiếp vị ngữ, tức là nó vừa xài tiếp vị ngữ nhóm của nó vừa xài tiếp vị ngữ theo thì. Và cái đối nối của nó là ở lối nói năng đồng thể, nói ở trong tiếng Mali phổ thông đó là lối nói năng đồng thể, lối nói thụ đồng thể, lối nói thể sai bảo, là năng tiền đồng thể, rồi năng tiền thụ đồng thể. Nó có bốn cái cách nói, thì mỗi một cái cách nói như vậy á, nó có một cái tiếp vị ngữ riêng dành cho cách nói đó. Tức là động từ khi mà sử dụng ở trong cái cách nói đó thì phải sử dụng tiếp vị ngữ của nó. À, và nó cái tiếp vị ngữ nó có hai dạng, một là tiếp vị ngữ của ngữ căn, hai đó là tiếp vị ngữ sử dụng cho cái lối nói, cho cái cách nói. Và nếu mình sử dụng cái câu nói đó thì phải sử dụng tiếp vị ngữ trong cái câu nói đó. À, thì cho nên ở đây mới thấy là các phân tích nó có hai tiếp vị ngữ vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái động từ này nó là viết tách chê tí, trong khi tiếp vị ngữ của nó là á. Một số trường hợp nó thay đổi đó là
á những khi nó cũng được biến đổi thành chữ e, mà nó không phải là tiếng Việt ngữ e, nhưng mà từ á người ta đổi nó thành e, thì ở đây mình mới được nó là quý thái chi tí. Quý thái chi tí, cái trường hợp á đổi thành e này thỉnh thoảng mình cũng thấy nó, ví dụ như là động từ các thê tí, động từ các thê tí là nói hoặc là tuyết. Động từ này chúng ta gặp thường xuyên ở trong chú giải pháp quốc kinh. Thì ở đây mình từ ngữ căn đó là cách khác. Còn với tiếp từ ngữ ác, còn với tí, thì đúng ra là nó cá thấp tí. Người ta không có sử dụng nó dạng cá thấp tí, mà lúc nào nó là cũng cá thê tí. Dạ. Nhưng mà nó cũng không phải ở dạng e, ở dạng e hoặc là ở dạng mê. Vì là nó thuộc nhóm ngữ căn đầy nhất, cho nên dù nó chỉ là từ chữ á nó biến đổi thành chữ e, là á thay đổi. Dạ bạch sư, có thêm động từ a bách chá tí là bị đi đắm mình đi vào á sư, có sử dụng được không sư? Cho nên được động từ các thiên ý. Thỉnh thoảng mình gặp một vài trường hợp, ta mấy hôm nay chúng ta học chúng ta thường gặp động từ đó. Tôi không còn nghe tiếng nói. Dạ, sẽ bị đứt hình. Dạ, chúng con không còn nghe giọng sư nói. Alo. Dạ, ví dụ là động từ ganh ha tí là cầm lấy, thì mình biết là ganh hí toa, thay vì biết là ganh hí toa thì ta biết nó là gắt hê toa. Trong động văn mình thường xuyên thỉnh thoảng tôi biết khác nhân vậy, để mình tức là cái ganh hí toa thì nó dạng thông thường, tức là thêm ý thêm toa, nhưng bây giờ nó là gác hê toa thì nó một dạng được biết hơi cái văn phạm nó hơi nâng cao một tí. Thì về phân tích của nó thì nó vẫn là ngữ căn gác hát, ngữ căn gác hát, ngữ căn gác hát cộng với ác cộng với toa, cộng với ác cộng với toa. Tại đây mình đang nói về toa. Thì cái chữ e ở đây đó, nó không phải là từ chữ ne hoặc là từ tiếng Việt ngữ e, mà ở đây á nó biến đổi thành e, thành cả hê toa. Đó là một vài trường hợp chúng ta thấy nó thay đổi bất thường. Rồi bây giờ mình, đó là mình nói về cái nhóm nhóm ba. Rồi hết giờ hả? Tại học cái quyển 3 này thì ở lớp học chậm một tí, chứ nếu mà nhanh quá mình thấy ngán. Bây giờ tăng 3 nhóm đi ha, 3 nhóm đi để tới chúng ta học tiếp. Nhưng mà các tử mình, nhưng mà lúc này bệnh dịch còn nhiều quá nên cũng hơi khó để các tử mình đi qua đi lại để mình có thể phụ thuộc lại và tiếp con. Vì chúng ta cứ tạm học và ở các ngữ căn ở đây xem qua xem lại để được thế nào thì đọc lại là các đồng văn học một tỉnh một tiếng hay thử xem được bao nhiêu đồng từ làm bị tiếng hát. Dạ,
con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời cô tu nữ dự tập. Xin mời cô ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasata chapamata devanaga mahittika bonyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasata chapamata devanaga mahittika bonyang no anumodantu chirang rakhantu no garu. Akasata chapamata devanaga mahittika bồn nhang no anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nhà ta vô a ca sát tha cho phom ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhang no anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu pa ni no a ca sát tha cho phom ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhang no anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu no sa đa ý đăng vật tổ nô bồn nhang a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga tê ca lê. Sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ thầy kinh hồi hướng đã xong ạ. Xin mời lớp nghỉ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Good night, sư. Yeah, dạ. Con cảm ơn kính chân sư ạ. Con chào sư ạ.